Trận đấu quyết định giữa MU và Copenhagen đã thu hút sự quan tâm của các cổ động viên. Sau hai trận đấu, Quỷ Đỏ thất vọng với hai trận thua và xếp cuối bảng A. Mất thêm điểm trước đại diện Đan Mạch có thể đẩy MU sớm rời khỏi UEFA Champions League. Để đối mặt với áp lực này, MU đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Đáng chú ý, sau chuỗi trận ấn tượng, Harry Maguire tiếp tục được huấn luyện viên Erik ten Hag tin tưởng và xếp đá chính cạnh Rafael Varane ở hàng phòng ngự. Đáp lại niềm tin của chiến lược gia người Hà Lan, Harry Maguire đã có màn trình diễn ấn tượng trước Copenhagen. Cầu thủ người Anh chơi trọn 90 phút, chạm bóng 89 lần và có hai tình huống cản phá những tình huống nguy hiểm của đội khách. Chưa dừng lại ở đó, Harry Maguire ghi bàn thắng duy nhất ở phút 72, mang về niềm vui vỡ òa cho cổ động viên nhà. Cũng chơi tốt ở trận đấu giữa MU và Copenhagen là thủ môn Onana. Người gác đèn sinh năm 1996 được trang SofaScore 8,3 điểm, cao nhất trận. Onana có 4 tình huống cứu thua và liên tục giúp các đồng đội ở hàng phòng ngự giải vây những tình huống pressing của Copenhagen. Đặc biệt, ở phút bù giờ của hiệp 2, Onana còn cản phá thành công quả đá phạt đền của Jordan Larsson, giúp MU giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Trước đó, trong tình huống phạt góc, tiền vệ Scott McTominay đã phạm lỗi với Ilan Januszy và trọng tài người Ý, Marco Guida đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Chiến thắng 1-0 trước Copenhagen giúp MU có 3 điểm đầu tiên, vươn lên vị trí thứ 3 và nuôi hy vọng đi tiếp tại UEFA Champions League. Cũng ở trận đấu cùng bảng A, Bayern Munich đang thể hiện sức mạnh vượt trội và đánh bại Galatasaray với tỷ số 3-1 để đứng đầu với 9 điểm. Arsenal và Sevilla cùng gặp khó khăn khi cả hai đội vừa trải qua trận thua ở lượt trận thứ 2. Nhiệm vụ chiến thắng trước Sevilla trở nên quan trọng với Arsenal, và Gabriel Jesus đã trở thành người hùng của đội bóng London trong trận đấu này. Với một bàn thắng và một kiến tạo, Gabriel Jesus đã giúp Arsenal giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà. Trong bàn thắng mở tỷ số của Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus đã có một pha kiến tạo xuất sắc. Sau đó, ở phút 53, anh nhận đường chuyền của Declan Rice và ghi bàn thắng quyết đoán, đánh bại thủ thành Milan của Sevilla. Đối với Sevilla, bàn thắng duy nhất của họ được ghi vào phút 58 bởi Nemanja Gudesi và chỉ mang tính chất danh dự. Đáng tiếc, Gabriel Jesus đã gặp chấn thương và phải rời sân ở những phút cuối. Với chiến thắng này, Arsenal có 6 điểm sau 3 lượt đấu và vươn lên đầu bảng B, vượt qua Len đang đứng sau 1 điểm. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết, chúng tôi rất vui khi có 3 điểm, đặc biệt là chiến thắng trên sân của Sevilla, nơi không nhiều đội bóng giành chiến thắng trong 10 năm qua ở châu Âu. Mục tiêu của chúng tôi luôn là phải thắng trận. Gabriel Jesus đã thi đấu xuất sắc, nhưng đáng tiếc anh ấy phải rời sân vì chấn thương. Arsenal sẽ theo dõi tình hình của Gabriel Jesus ở những trận đấu tới. Trong trận đấu khác ở bảng C, Real Madrid cũng giành chiến thắng quan trọng trước Braga. Với 2 chiến thắng trong 3 lượt đấu, Real Madrid đã làm khách trên sân Braga và giành chiến thắng sau bàn thắng của Jude Bellingham ở phút 61. Trước đó, Rodrigo đã ghi bàn ở phút 11. Mặc dù đội chủ nhà Braga đã thi đấu kiên cường, nhưng họ không thể ngăn Real Madrid giành chiến thắng.